xe gần nhà anh. Nó ra anh đợi anh trước rồi. Em không biết đâu. Vậy anh tìm anh lớn tin tỉ quá. À đúng rồi, trước mà anh quảng cáo đây rồi đúng không? Mà vẫn cô bé này, cô vẫn lên đây rồi. Cô duy nhất mà kéo hồng ở đây. Người ta nhiều vì người ta chờ anh lâu lắm rồi. Khổ quá. Báo cáo tất cả các sếp đây, anh Hải được 7 rưỡi, 8 rưỡi mới đến. Mua bán cái gì nữa, anh nhanh mẹ lên người ta đóng cửa. Thế là anh mua cái gì à? Tạm lắm rồi con được kia đừng đéo lên lấy vợ. Sao? Bố phức tạp. Lại mua vợ cách đâu à, mẹ muốn cái gì nói cụ ra anh em còn biết. Hôm trước thì mẹ bảo áo đứt hết cúc rồi à. Biết đách đâu, mình đi mua cúc về. Nói ra bà thích mua áo mới cơ. Mẹ ôn bãi đáy. Hôm trước bà ấy bảo là bây giờ cái điện thoại của em bé quá, em xem phim không được à. Rồi đau mắt à. Em bụi lên nó nhèo à. Thì mình biết đách đâu, mình ra mua cái nút lại chửi nhạc lên. Rồi mua iPad. Buồn quá. Mua iPad à? Thế điện thoại nọ rồi sao? Giờ không dùng nữa. Em đang sốt, xương khớp ở nhà. Anh mua giúp loại thuốc này. Loại thuốc em đọc của anh cái tên này. À, cái thuốc hạ sốt mang tên là iPhone 11 Pro Max thì bên em hỏi nhỉ. Dùng vẫn dùng, nghe gọi ổn, xem phim một bài cô bé. À đấy. Nhục chứ. Giờ mua iPad. Thế thôi. Đây là Tết ta, Tết Tây đấy, chồng có thưởng, có tí thưởng rồi mua iPad luôn. Thì này, nay em không phải ra mua cái điện thoại con cò mà. Con cò lại đòi điện thoại. Vì điện thoại nó lại vỡ màn hình rồi. Mà mẹ cho nó, cái điện thoại này nó vỡ nát cả ra cơ. Đập kiểu này nó lát này. Không hiểu nó dùng kiểu gì như phà. Xong bây giờ lại đòi mua điện thoại mới Tết rồi. Mình tuổi, ngủ thế mới tải. Đúng, anh nên mua nó có người yêu đi. Đúng ấy nhưng mà nhục lắm. Dù ấy nhưng mà anh đúng lắm. Cái số yêu nhầm chỗ ngoan cố dòng bao giây vò. May nhá, em phải hẹn anh sang lịch hôm nay. Vì hôm nọ anh biết hôm tri ân không? Nó đông như quân huyệt. Vào không có chỗ ngồi. Đấy may hôm nay vắng. Nay có chỗ ngồi nhá, là còn bố của mày rồi đấy. Nhá. Anh muốn mua gì thì Lan anh tư vấn cho ông anh cả. Cô, anh đứng đây rồi ạ. Nhanh nhỉ. Nào cũng phục vụ sẵn sàng. Anh mua quà cho vợ. Nhưng mà máy anh muốn mua con iPad iPad Pro 11 inch. Nó rất to để xem TV, xem phim. Nhưng mà vợ thích cụ thể cái đấy rồi. Nhưng mà cũng có cái loại đằng giá rẻ mà trông như mới thì cái là hàng cái kiểu cũ á. Line new à? Nó gọi là line new. À có cái loại đấy à? À đấy, 99% đấy. Cộng 1% thành 100% mới rồi. Bạn bên em đang có sản phẩm iPad Pro 11 inch 2018. Thì cái này nó hàng mới active thôi. Có đầy đủ phụ kiện riêng và hộp cho mình. Thì cái này gần như mới thôi. Thì anh có thể mua về làm quà tặng cho chị được. Làm quà tặng được không? Bởi vì anh muốn nó bọc biết trong ngon lành lại. Anh ấy là có dịch vụ thắt nơ không? Có nghĩa là đóng cái hộp iPad to này thì anh ấy cần thắt một cái nơ nữa. Trong bên trong có thiệp kiểu. Không cần. Thân tặng vợ yêu rồi. Mới đét mà như ấy là như mới được rồi. Thì bảo hành như nào em? Bảo hành thì sẽ bảo hành cho anh 12 tháng phần cứng, phần mềm thì hỗ trợ trọn đời máy. Và trong vòng 30 ngày dùng thử thì anh cảm thấy anh tương ương, thì mình có thể đổi sang một sản phẩm khác. Hoặc là có giá tương tự. Hoặc là đổi cao hơn đúng không? Và anh có thể đổi sang máy mới. Bên em kinh doanh cả sản phẩm mới và hàng line new 99% mới thì thôi, đằng nào cũng chẳng cũng. Ông công nhận không? Mua về bóc ra còn 99% line new mẹ. Anh đang muốn mua cho thằng em anh một cái điện thoại ấy, mà anh chỉ có khoảng dao động khoảng 12 đến 15 triệu thôi. Chứ ui mẹ, thế là bố của hoành tráng rồi. A few moments later. Ui ui, XS Max cũng được à? Vâng. Nghe hoành tráng. XS Max nếu mà chắc là con trai thì sử dụng dung lượng khoảng tầm 64 GB. Ui giời. Thì nó dao động khoảng tầm 14-15 triệu. À thế à? Ồ được. Có được chọn màu không? 64 GB cho nó hưởng kêu ít dung lượng không? Không, thằng ấy nó chưa bao giờ nó cuộc đời nó chưa bao giờ nó chụp cho em một tấm ảnh nào cả. Nên là nó chỉ 64 GB thôi. Người ta dùng lượng nó cũng thế thôi, lưu phim mini thôi. Lưu phim mini thôi. Ông ấy cũng dùng app dùng yết gì đâu. Ông chủ yếu là để lướt Facebook mới gọi FaceTime với gái. Cầm với XS Max oai. Ừ, oai. Có ba màu là màu đen, màu trắng, màu vàng. À, thế thì con trai thường sẽ sử dụng màu đen, thêm về màu đen nhiều hơn. Thì cho cái màu đen đi. Cái XS Max màu đen 64 GB. Giá bao nhiêu nhỉ? Cụ thể đi. 14 triệu 790.
À 14.700.000 gọi là 14.800.000 đi. Thôi được rồi, lấy hàng cho anh đi. Lấy cho anh ngoài ngó thì. Ờ. Anh để em chút. Ok ok. Sản phẩm của mình cần tính cả đấy anh ạ. À, về ngon thế nhỉ. À. Hôm bây giờ vậy à. À, báo cáo các sếp bây giờ là người ta là lá lành đùm lá rách, còn đây là dán lá rách bây giờ đi đùm lá lành. Điện thoại của em nó lát bươm rồi. Em phải dán cái ốp này vào để cho nó đỡ quê. Thì bây giờ em phải đi mua điện thoại cho thằng cò để dùng. À. Điện thoại em này. Nó lát thủng cả điện thoại rồi. Mà vẫn phải bây giờ phải đi gọi là thằng lá rách đi đùm cho thằng lá lành. Như mới không ạ? À. À. Cái này mà lúc xem nó rơi vào mặt thì vớ vẩn. Đi làm lại mũi. Cái này anh phải mua cái ốp. Ốp sau á, xong anh chỉ có dựng dựng ngang thôi. Mua cái bọc này cao su này. À, rơi vào đỡ gây mũi. À, chứ không á, cầm này mỏi tay lắm. Mỏi tay cực kỳ luôn. Cái này là 99% thôi em. Đúng rồi, hàng line new 99% đây nè. Gần như mới nhỉ. Giá này bao nhiêu em? Giá con này hiện tại là 16.590.000. 16.590.000. Anh sẽ có đầy đủ phụ kiện nữa không? Thế là giá con này vẫn là 14.790.000 đúng không? Con này giá vẫn là 14.790.000. Vì anh sợ là lúc mang ra thì có thể giá thay đổi. Bê ra đây giá thay đổi. Bê đây giá thay đổi. Hai cái này là hơn 32 củ đấy. Không có bằng tiền không đây? Tiền thì tất nhiên không bao giờ mang rồi. Bây giờ ở đây là có chuyển khoản không? Thì anh chơi chuyển khoản thôi, bây giờ mười mấy triệu mang tiền mặt mà chết à? Ừ, thằng hay đưa. Nó rơi cái hết hơi. Bên em thì có hình thức thanh toán là tiền mặt, chuyển khoản với thẻ đều được. À, trả góp anh có cho. Trả góp thì bên ví em... Ví dụ anh chiếu tiền. Có, bên em có trả góp. Thì sẽ có hai hình thức trả góp. Mình trả góp qua thẻ tín dụng, hoặc là trả góp qua máy xe hồ chứng minh thư. Có trả bằng thận không? Hiện tại thì trả bằng sức cập nhật. Mày trả bằng sức được. Thôi vậy cũng được. Anh nhớ bọc lại cho anh như mới nhá. Vâng ạ. Con này của anh là cũng phải bóc mát anh nhá. Bóc mấy cái này này. Ờ, với lại bóc cái giá tiền ra để về còn chém gió nó máy này mua hai mấy triệu. À, máy này nguyên gốc bao nhiêu để còn về chém gió. Nguyên gốc con này giờ bao nhiêu? Con này nếu mà bây giờ là giá máy mới dao động khoảng tầm từ 19 đến 21 triệu. À, thì anh chém mẹ 22 triệu đi. Mẹ 24 triệu rồi. Cho nó sốc. Ừ. Đấy. Của đắt nó mới nâng niu. Đúng. Chứ của rẻ nó lại vỡ màn hình ngay. Đây, bọc vào cho anh. Không bao giờ mà anh ra thanh toán. Thằng nào thấy giả tiền. Ờ, thì tất nhiên em đố anh giả tiền cho em cái máy này đấy. Em đố đây. Em mời em qua quầy thanh toán. Ok. Em nhớ là hai thằng hóa đơn nhé. Đúng rồi. Không ngờ liên quan là thằng này nó đòi thanh toán anh cho. Đúng rồi. Anh này anh đòi thanh toán anh không cho. Còn anh có liêm sỉ cả. Nếu bây giờ mày đòi thanh toán anh chạy cả. Bây giờ không cần liêm sỉ nữa rồi. Mạng ở đấy bị sao lát nhỉ? Hay là có thanh toán thịt lợn đâu? Hay là bắt buộc phải là tiền mặt? Này nó tặng con lợn thì tặng cái xe trong kia em này. Em một đàn lợn. Anh có 30 cân lợn, mông sấn ngọc hoàng nè. Vợ gọi. Để về. Mua điện ấy, vợ gọi ngay. Yên tâm, chuẩn bị về rồi nhá. Đã mua được rồi nhá. Mà này anh muốn hỏi một xíu ấy, là anh có làm cái chương trình của bọn anh trên YouTube thì bây giờ nếu mà bọn anh quảng cáo cho bên em, coi như anh không lấy tiền không tính gì nhá. Anh quảng cáo miễn phí cho bên em thì là bên em gọi là ưu đãi rất nhiều cho anh rồi. Quảng cáo cho bên em thì các bạn bên em có cái mã gì để đến đây thì được giảm giá hay các bạn khán giả phải muốn. À vâng, có anh ạ. Kể từ thời điểm bây giờ nếu mà có khách hàng tổ buôn 247 và fan của Lớn Liên Tỷ thì sẽ được tặng một sản dự phòng trị giá 250. À, ok. Anh em thấy đấy. Vâng, nếu anh em đến đây đọc bát là của buôn bát anh Hải Sớ, bát anh bát là Tuấn Liên Tỷ, các bạn đều có thể được tặng một sản phẩm. Trị giá là 250. Khi mua cái gì? Khi anh mua sản phẩm iPhone, iPad, MacBook, Samsung. Không phải các bạn nên đến dán màn hình. Đây lại được tặng sản phẩm. Dán màn hình thì sẽ có giá hỗ trợ. Thế rồi. Nếu bây giờ anh em có điều kiện mua iPhone, iPad hay các mà cái điện thoại thì anh em có thể đến với OneWay. Địa chỉ ở bao nhiêu Thái Hà nhỉ? 66 đúng rồi. Hai cơ sở ở 66 Thái Hà và 416 Cầu Giấy.
ok, 66 thẻ 416 cổ giấy anh em đẹp phát mua quân hải dấu với tỷ đều có thể được tặng phòng là 250k phòng thì là 250k bây giờ thì có lẽ là mình với anh Hải đi về thôi thì quá là muộn rồi vợ gọi rồi ok bye bye mọi người bye bye.